các bạn thân mến, trạng thái bình thường mới là yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao khả năng thích ứng của mọi thành viên trong đời sống xã hội của đất nước trong bối cảnh mới, nhất là bối cảnh đại dịch Covid-19. Trạng thái này đòi hỏi mọi cá nhân, cộng đồng, tổ chức và giai tầng xã hội, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có tư duy mới, tầm nhìn mới, cách làm mới để đạt được mục tiêu mà nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu, tạo nên một khủng hoảng đa chiều, tác động đến nhiều ngành nghề khác nhau, cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của người dân. Trạng thái bình thường mới được dùng để đề cập tới sự thay đổi về các hoạt động, quan hệ xã hội và hành vi con người sau đại dịch Covid-19. Dịch Covid-19 đã và đang làm thay đổi toàn diện cấu trúc xã hội mang tính sâu dài. Trạng thái bình thường mới hiểu đơn giản là những điều khác với những cái cũ. Có thể là những dịch mới mà trước đây cho là bất bình thường thì nay sẽ trở nên bình thường, hoặc cũng có thể là những điều mà trước đây chúng ta đang phấn đấu để thực hiện thì nay trong điều kiện mới bắt buộc chúng ta phải thực hiện nó nhanh hơn nhằm thích ứng với tình hình mới. Trạng thái bình thường mới trong Covid-19 là trạng thái mà tại đó tất cả các nước vừa tập trung trong chống dịch, vừa khôi phục và phát triển nền kinh tế như lúc ban đầu. Có bốn điểm đặc trưng để nhận diện trạng thái bình thường mới. Đó là khi làm bất kỳ phải vừa đảm bảo tính hiệu quả, vừa đảm bảo mục tiêu. Dịch bệnh là chủ đề diễn ra trên quy mô toàn cầu, tình huống bất thường không ai đoán biết được, tác động đến mọi giai tầng xã hội, không phụ thuộc vào trình độ phát triển hay thể chế chính trị. Tác động của dịch bệnh đòi hỏi mỗi con người, tổ chức và toàn bộ hệ thống xã hội phải năng động và có khả năng chống chịu và thích ứng với bối cảnh mới. Đặt ra nhiều vấn đề, phải định hình, phải đối mặt với nhiều rủi ro trong xã hội, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, vân vân. Đại dịch Covid-19 đã và đang thay đổi cách sống, làm việc và kết nối của con người trong xã hội. Trạng thái bình thường mới do đại dịch Covid-19 đặt ra những vấn đề mới cho quản lý trên bệnh viện quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi phải có những điều chỉnh chính sách phù hợp và khôn khéo. Chính sách ứng phó trong trạng thái bình thường mới do đại dịch Covid-19 lấy phục hồi và phát triển kinh tế là trung tâm, nhưng phải triển khai bền vững thì con người và môi trường mới là cái đích và nền tảng mà Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần khẳng định. Trong gần 2 năm qua, Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19 trong điều kiện bị động, hầu như toàn bộ trang thiết bị, máy móc, sinh phẩm, vaccine và thuốc chữa bệnh đều phải nhập khẩu nên kinh tế còn khó khăn. Việc phân cấp, phân quyền còn không ít bất cập. Tuy nhiên, Việt Nam đang xây dựng hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19. Với việc chính phủ đã đề ra 6 nguyên tắc phải quán triệt sâu rộng trong toàn bộ hệ thống xã hội. Y tế là trụ cột, là trung tâm, kinh tế là cơ sở, là nền tảng. Dữ liệu khoa học công nghệ là then chốt, ổn định xã hội là trọng yếu và thường xuyên. Vaccine, thuốc chữa bệnh và ý thức của người dân là điều kiện tiên quyết an toàn để sản xuất. Sản xuất phải an toàn, phải kết hợp hài hòa giữa tổng thể và cụ thể, giữa phổ biến và đặc thù, chính sách chung nhưng tổ chức thực hiện phải linh hoạt phù hợp đặc thù từng năm đến từng thời điểm. Chính phủ đang khẩn trương xây dựng hướng dẫn tạm thời để thực hiện chủ trương chuyển trạng thái từ không Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19. Tuy nhiên, do chính sách có phạm vi rộng lớn, xong lại quanh hẹp đến tận phường xã, tránh đến tổ dân phố, ấp và tác động tới toàn bộ các đối tượng là nhân dân, doanh nghiệp, nhân dân. Nên phải có bước đi thận trọng, chắc chắn, rõ đến đâu thì làm đến đó, vừa làm vừa bổ sung, sơ kết đúc rút kinh nghiệm rồi hoàn thiện dần. Để chiến thắng đại dịch Covid-19, chúng ta cần phải vừa làm vừa rút rút kinh nghiệm, vừa điều chỉnh cho kịp thời phù hợp. Để làm được điều này, cần phải tổ chức thu dữ liệu cho đầy đủ, khách quan, đồng thời tiếp cận nhanh chóng thông tin dữ liệu và tri thức của thế giới trong phòng chống dịch Covid-19.
các giải pháp trong phòng chống đại dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới cần được xây dựng và thực hiện một cách tổng thể, đồng bộ từ chính hệ thống các thiết chế xã hội có liên quan, đó là thiết chế y tế, thiết chế pháp luật, thiết chế chính trị, thiết chế kinh tế, thiết chế gia đình, thiết chế giáo dục, thiết chế đạo đức, thiết chế văn hóa, thiết chế khoa học công nghệ, các thiết chế truyền thông, thiết chế dư luận xã hội nhân dân. Để thực hiện giải pháp này, phải tăng cường vai trò của Đảng và cấp ủy các cấp trong công tác phòng chống Covid-19. Đặc biệt phải khắc phục tình trạng chậm chạp tổ chức thực hiện. Điều này đòi hỏi công tác lãnh đạo chỉ đạo, đòi hỏi phải tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, cấp ủy các cấp, đồng thời đòi hỏi nhà nước phải thiết kế và vận hành mô hình sống chung an toàn với Covid-19 ở các loại hình hoạt động và quan hệ xã hội khác nhau. Nhà nước cần giao nhiều hơn cho thị trường, doanh nghiệp và xã hội trong việc đảm nhận công việc phòng chống dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, nhà nước sẽ có điều kiện tốt hơn để tập trung giải quyết những vấn đề trọng yếu phù hợp với vai trò của nhà nước trong bối cảnh tình huống bất thường. Các chính sách của nhà nước và các địa phương cần cân đối giữa phòng chống dịch, bảo đảm nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Phải quan tâm đặc biệt đến vấn đề lao động và phục hồi kinh tế. Cần phải duy trì tối đa tiếp cận liên xuyên ngành khi đề ra các giải pháp và các tổ chức thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trên thực tế. Các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 không được vượt quá mức cần thiết. Những giải pháp phòng chống dịch làm đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, tình trạng lao động vừa thiếu lại vừa thừa, nguy cơ tạo ra tình cảnh thất nghiệp, thiếu ăn đối với người dân phải sớm được sửa đổi. Các cơ quan chức năng cần tiến hành tổng kết, phân tích, so sánh trên cơ sở cần đa liên xuyên ngành khoa học về các giải pháp phòng chống dịch ở các địa phương. Trên cơ sở đó tìm ra cách làm hay, cách quản lý thống nhất, cách đánh giá thống nhất về nguy cơ dịch bệnh để áp dụng các biện pháp an sinh xã hội, chăm sóc F0 và theo dõi F1, F2 nhân dân ngay tại cộng đồng với đầy đủ thuốc men, phát đồ điều trị và các điều kiện đảm bảo an sinh an toàn. Đặc biệt cần sớm ban hành quy định nghe dân, hỏi dân để làm cơ sở ra những quyết định đúng pháp luật, đúng với nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp để thực sự đúng với tinh thần chỉ đạo là dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm. Các ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ở các cấp cần tính toán kỹ lưỡng, cần nhấn mạnh tính chất rộng để áp dụng các biện pháp y tế và hành chính phù hợp theo chỉ thị 15, 16, 19 hay đây là ghé hàng mới. Lộ trình những người bị dịch nó ở yên một chỗ rồi. Với những bước thực hiện được cần lựa chọn phù hợp kịp thời và rõ ràng để mọi cá nhân, nhóm xã hội, cộng đồng và tổ chức cùng thống nhất nhận thức ghé và hàng, ghé hàng những ghé hàng này ở yên một chỗ rồi. Các bạn nghe bài rất wow, đầy đủ luôn. Xuất sắc. Ok, nào mình bán lại anh. Các bạn nhìn thấy trung tâm văn hóa. Ngày mới đi bán lại rồi hả? Đây là mình chạy hướng nào? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đây là khu vực nào? Bên cánh tay nào? Xuất sắc. Ở trên thích tuột không? Cuộc sống mưu sinh. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ nó đã yên một chỗ. Mai chạy đúng không? Mỗi ngày là một niềm vui. Mỗi ngày là một niềm vui.